Khi hoa đào, hoa mai bắt đầu khoe sắc đón xuân về là lúc mọi người, mọi nhà chuẩn bị đón Tết, quây quần bên gia đình. Nhưng ở trên khắp các vùng biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ hải quân vẫn ngày đêm nắm chắc tay súng để đất liền vui Tết, đón xuân an lành. Tết này, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ chiến sĩ và nhân dân ở các vùng biển đảo đã có được một cái Tết khá đủ đầy và cùng thực hiện phương châm vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Sau đây là một số ghi nhận của phóng viên Hải quân về không khí đón xuân của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên các vùng biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc. Nơi đầu tiên chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị và các đồng chí là không khí đón xuân của quân dân trên quần đảo Trường Sa, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Không ồn ào náo nhiệt, không hối hả tất bật lo toan cho một cái Tết như ở trong đất liền. Nhưng không vì thế mà ở nơi đầu sóng Trường Sa, không khí ngày xuân kém phần tươi vui. Tết ở Trường Sa luôn có bản sắc riêng bởi được hội tụ nhiều hương vị, nét văn hóa trên mọi miền đất nước. Mùa xuân ở Trường Sa thường đến sớm hơn so với các vùng miền khác bởi những con tàu, những vị khách quý ở đất liền ra thăm chúc Tết đã mang theo mùa xuân từ đất liền đến với quân dân nơi đây. Trang trọng và thiêng liêng nhất trong những ngày Tết ở Trường Sa là lễ chào cờ sáng mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc Việt Nam. Chào cờ đầu năm là hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục quân dân huyện đảo Trường Sa về lòng yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc, ý chí tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc lễ chào cờ, mọi người trên đảo cùng tham gia các hoạt động ý nghĩa đầu năm mới. Trong các cái hoạt động vui xuân đón Tết, trước hết là chúng tôi lãnh đạo chỉ huy đảo chúng tôi cũng rất là quan tâm, động viên, thế rồi là gần gũi, chia sẻ động viên trong cái dịp mỗi Tết đến xuân về để tạo nên có, để cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng nhân dân ở trên đảo có một cái vui xuân đón Tết thật đầm ấm như là ở gia đình. Quán triệt cái nghị quyết của cấp trên với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo luôn vui xuân không quên nhiệm vụ, thế rồi luôn sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chúng tôi phải nhận thấy là một cái niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất là lớn đối với lại toàn đảng và nhân dân cả nước đã giao cho chúng tôi cái nhiệm vụ rất là thiêng liêng, đó là đứng trước đầu sóng ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa nói chung và đối với đảo Đa Thị nói riêng gửi tới toàn thể đồng bào lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, và đồng bào cả nước luôn yên tâm tin tưởng đối với lại cán bộ chiến sĩ trên đảo là luôn luôn lúc nào cũng chắc tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ hải quân đang công tác tại các nhà giàn trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc, bộ đội nơi đây đón xuân với những đặc thù riêng mà hiếm nơi nào có được. Mang được quà Tết ra đây đã là một thử thách trong điều kiện sóng to, gió lớn. Tuy nhiên, để được mang hơi ấm đất liền lên nhà giàn đón Tết cũng lại là một kỳ công. Không vì thế mà không khí đón xuân của bộ đội nhà giàn thiếu đi không khí Tết của đất liền. Ở nhà giàn JK-10, cán bộ chiến sĩ ở đây tự tay trang trí căn phòng sinh hoạt chung để chuẩn bị đón Tết sớm cùng khách đất liền. Nhờ sự khéo tay của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn, những chiếc bánh chưng cũng đã sớm hoàn thiện để không khí đón Tết như tại quê nhà được lan tỏa. Chúng tôi ở đây thì có cái đặc thù là đóng quân ở xa đơn vị, thì ngay từ những ngày cuối năm thì chúng tôi đã phối hợp với các lực lượng để chuẩn bị đầy đủ các cái loại vật chất, tập trung vào là một số cái là như lá rong, rồi là các loại hoa, các loại trang trí, và 100% là cái tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là đều sẵn sàng đón một cái Tết vui vẻ, lành mạnh và ấm cúng, vui xuân không quên nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ đặc biệt của các nhà giàn đó là sẵn sàng chiến đấu thường xuyên 24/24. Tuy nhiên trong ngày Tết vừa duy trì trực, đồng thời vừa tổ chức cái bộ đội ăn Tết để bộ đội là ấm áp cái tình đồng chí đồng đội cũng như là đón xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ. Đấy là cái quyết tâm rất lớn
của cán bộ chiến sĩ nhà giàn, cũng như là bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ hải quân. Giống như những vùng biển đảo khác, quân và dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc luôn đón Tết cổ truyền sớm hơn so với đất liền. Với cán bộ, chiến sĩ và những người dân nơi đây, thời điểm chuyến tàu cuối năm chở hàng hóa, nhu yếu phẩm và các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo cũng chính là khi Tết đến xuân sang. Khác với những đơn vị tàu mặt nước, một số đơn vị đóng quân trên các đảo có độ cao khá lớn so với mặt nước biển. Không khí đón xuân đối với họ có nhiều khác biệt và đặc thù. Đón Tết Nguyên đán 2020, bên cạnh những tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đảo xa còn được nhận các phần quà từ đất liền gửi tặng. Đây thực sự là nguồn động viên tinh thần to lớn, ý nghĩa với những người lính biển. Một mùa xuân mới lại về, cán bộ, chiến sĩ hải quân trên khắp các vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc luôn xác định, đảo, nhà giàn, đài, trạm là nhà, biển cả là quê hương. Cùng chung sức, chung lòng, vững tay súng để giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc.